Trại bò tự chiến nay ngày 31 tháng 7 năm 2020 mời mấy em các tỉnh gần xa đến trại bò mình xem tham khảo. Có dự tính nuôi bắt bò bổ béo, thấy khoái khoái bắt bài cặp bò bổ béo chơi với anh em. Mình quay tổng thể cho anh em xem cái phần đầu của bò 3B ha. Con số 7 là con 3B bông. Con số 8 là con bò 3B đen, màu đen. Quay tổng thể cho anh em xem kỹ phần đầu ha, phần đầu thấy phần cần. Cần là bắt bò là toàn bộ là củ rô hết á. Củ rô thắt lại sao lên mình nuôi đầy thịt lên cái vai rất là đẹp. Chứ mình không bắt bò cổ lãi, cổ lãi mình nuôi nó mình giao cho bà con nuôi nó lâu đầy thịt nên bắt bò cổ thắt lại là cổ lãi, cổ rô mấy con cổ lãi ở đây nó dở lắm, nó không có mình nuôi chất lượng thịt nó rất là dở. Mình bắt cái cần nó thắt lại là còn gọi là con cổ rô đó. Con này, hai con này là 9 tháng, con số 7 con số 8 là 9 tháng đây, còn mấy ngày nó mới được 9 tháng mà nó tròn 9 tháng rồi ha. Đây con bông. Con số 7, con số 8, 9 tháng. Đó, con số 7, con số 9 là 9 tháng. Mình bắt bò là đầu to nè. Ghim vai hở nè, lưng rộng nè. Đùi đóng sâu ha, đùi đóng nó đóng cái đùi dắt sâu vô trong. Nữa là mình đưa cho lái mổ là lái mổ nhìn vô cái bản đùi. Lái mổ là nhìn cái vai, nhìn cái đùi. Phần thang lưng, sân lưng đó. Nó mua mấy có giá, còn mấy con bò mà dẹp lép đít nhông tông rất giá, từ tầm phải từ 10 triệu đó lên đó em, 10 triệu đến 15 triệu ha. Nên bắt bò mà lựa con bò phải ghim vai nó hở. Dàn lưng nó phải rộng ra. Dàn đùi phải đóng sâu, đùi to. Đó. Con bò mà chân mà sao nó rùng rùng nó ăn nửa chừng nó mỏi nó giò nó nằm ha. Mình bắt bò phải lựa cái chân mà sao nó thẳng. Đó. Cặp bò này có một con bông, một con đen là 9 tháng. Mời tổng thể cho anh em để xem mình đã viết cái bằng cái số nó xịt nó sơn xịt đó. Mình xịt lên mỗi cái bắn đùi mỗi một con nó có số thứ tự riêng. À, con số 7, con số 8 anh em gọi tới là mình biết ngay là con bò đó bò gì ha. Mình có xe nhà giao tận nơi cho anh em luôn. Có mấy anh đó thì mình không có, từ nào không có nuôi bò này thì mình bắt ít thôi, mình bắt con hai con nuôi trải nghiệm thử đi, cái nó nhắm mà ok cái thì bắt bò mình tiếp ha. Con hai con mình cũng dẫn giao tận nơi cho anh em luôn, nhiều khi mấy anh em ngại là không biết có con hai con không biết giao không, nhưng mà sẵn sàng mình giao luôn, mình có xe nhà đóng giàu giao tận nơi cho anh em luôn. Con hai con mình, hai ba con mình cũng giao ha. Nếu như bò mình bắt mình tiền xe cộ anh em cũng ngán tiền, cho nên mình có xe nhà mình ủng hộ ha. Và tiền xe thì mình có xe nhà mình giao tặng nơi cho anh em luôn. Mình có chiếc Hyundai đậu tại nhà. Mình chở được 9 con ha, hai con chở dẫn được, 3 con, 1 con, 4 con, 5 con mình chở dẫn được luôn, mình giao tận nơi. Mình khi mình khỏe thì mình đi giao tận nơi cho anh em luôn, còn nếu mình không khỏe thì có thằng em, có thằng em nó giao cho mấy anh em luôn tận nơi, có xe nhà đó. Con số 7 con số 8 ha, là 9 tháng ha. Nó thiếu đủ 9 tháng này, nhưng còn khoảng phần nữa mới được 9 tháng mà nó tròn luôn 9 tháng đi. Đây là con số 8, con số 9 là ghim vai lắc hở mình em nè, ghim vai mới nói là quay nè. Con bò nó lép rồi mình làm cách nào cũng không được á, cho nên bò nó dai nó hở là nó hở đó, mình là xương to làm nó xương to. Hai con bò này nó đồng chạng với nhau, nó tương tự như nhau, xương rất là lớn nè. Hai dần dò sau nó nên thấy không, hai dò sau con đen với con bông, hai chân trước mình thấy cụ thể đó, hai chân trước hai chân sau rất là to, móng chụm đứng nha. Móng mình bắt bò phải móng chụm đứng là móng sò chụm đứng thành thẳng băng. Mình bắt bò là ghim vai lép đít nhọn đó, móng hài là không bắt ha. Ghim dậu phù khớp là mình bao anh em là chuyện đó không có, không có ha. Ok hết đó, quay tổng thể cho anh em thấy từ phần đầu, phần ghim vai, phần sân lưng, thấy nhìn thấy dễ xem ghê, nguyên hiện luôn, nguyên hình luôn. Phần ghim vai, phần sân lưng, con số 8, số 9 là, con số 7, số 8 là 9 tháng. Bắt bò ghim vai, sân lưng nó rộng thế này nè. Còn bắt bò giờ màu không cần thiết màu nha anh em. Con nào chỉ nở nó ăn, ghim vai, lưng đít, kè bè là mình bắt mình nuôi chứ đừng có phân biệt màu gì đó. Con bò nào, con bò Pháp với con bò B nuôi tầm thịt nó gần ngang nhau như nhau luôn.
Mà quan trọng cho con cái là cái sần xương nó phải lớn, con bò nó chở thịt mới được nhiều, dàn móng nó phải chụm đứng như thế này. Con bò móng hài là nó chất lượng thịt không cao ha, cổ lãi là nó chất lượng thịt không cao. Nhưng mà lựa dàn xương phải to, lưng thẳng đó, lưng ghim vai sân lưng phải rộng ha. Đó, cặp số bà con cặp này là một con số 7, con số 8. Rồi quay tiếp cho mấy anh xem ha. Con số 4 là con kem chì. Đây, kem chì. Con số 4 bắt đầu đây. Con số 5 là bọc pháp. Con số 6 là kem chì. Con số 4 với con số 6 là kem chì. Lưng rất là rộng nha. Mới có ngày 10 tháng. Đây, con số 4 với con số 6 là 10 tháng, con số 5 cũng 10 tháng luôn. Con này là con bò kem chì, bò kem chì chì nè. Mỏ xám, móng xám đâu ha. Đây, dây đứt chè bè, ghim vai lắc thở ha. Con số 4. Anh em có thời gian đến trại xem, mà chốt giá xong mình chở giao tận nơi cho anh em luôn á. Còn nếu mà mình không có thời gian đi được chuyện đi á, thì chốt giá xong mình chở mình giao anh em cũng được, tận nơi. Mình viết lên cái bảng so, cái số trên cái đùi mỗi con một có một cái số thứ tự riêng. Số 4, số 5, số 6, số 7. Làm biết ngay con bò đó là gì là ý sĩ ha. Con số 4 là kem chì. Con số 5 là con thò bò pháp. Con số 6 là ba bê kem chì. Đây, con số 4 là con bò pháp. Màu chì nè. Pháp màu chì ha. Con số 5 là con ba con pháp. Con pháp màu chì nè. Pháp màu chấm xám. Trước đằng sau rất là to, lưng thẳng băng luôn, đòn như vai nó thở ha. Con số 4. Đúng rồi. Quay kỹ cho anh em xem ha, dễ phân biệt. Con số 4, con số 5, con số 6 là 10 tháng. Nó ăn cỏ mạnh ha, về nó ăn tốt lên. Mấy quèo nó ăn rất là tốt. Mà mấy quèo ăn rất tốt, ăn bụng nó nóc rồi. Đó, con số 4 là 10 tháng. Con số 5 là 10 tháng, bò pháp rất đòn rất là dài. Con số 4 là con bò pháp màu chì nè. Kem chì. Con số 5 là con bò pháp đòn rất là dài. Con số 6 là con ba bê kem chì, ba bê kem. Số 6 là con ba bê kem. Nè, cái đầu nó phải rất to ha, cái đầu nó mòm mòm mỏ nè, ba con này là mòm mỏ cục nha, đầu to, lưng thẳng, ghim vai xương lưng rất là hở ha. Đó. Con số 6, con số 5. Con số 6 là kem ba bê kem chì. Ba bê kem, còn con số 5 là con bò pháp. Con số 4 là con bò pháp. Pháp kem chì nè. Pháp chì. Con số 9. Rồi, con số 9 đó ha, con số 9. Là cũng 10 tháng luôn, 10 tháng mấy nè, mình nói cho toàn 10 tháng đi. Con số 9 là 10 tháng luôn. 10 tháng rưỡi mình nói tròn 10 tháng. Đấy, con số 9, ghim vai lên đít ha, còn ba bê đen. Đầu rất to ha, ghim vai hở, sân lưng rộng. Dàn xương rất to anh em. Con số 9 ha. Con số 10. Đây, con số 10. Con số 10 ba bê luôn. 10 tháng. Đó. 10 tháng rưỡi mình nói tròn 10 tháng đi. Nó tròn để rưỡi rưỡi đâu nhỉ, 10 tháng. Cái bò cứng bò hết rồi, lứa bò hết. Con bò số 9 với con bò số 10 lỡ lứa rồi ha, lứa mấy con này tầm dấp nó đang phát triển rồi. Dạng này mình lên nuôi phát triển tầm 9 tháng là ok rồi. 9 tháng là bò cứng bò tầm 5 6 tháng quá non luôn anh em. 5 6 tháng bò quá non cho nên mình không bắt mùa mưa này, mà thời tiết lạnh. Bắt mấy con mà non quá gì nó sùi lông sùi lá hết. Bò đang ăn yếu xìu rồi bắt đầu nó mất sức, bò lại mình nuôi mình dưỡng nó lên là trần căng là khó lên lắm ha. Bắt bò quá non về nó dưỡng lên là rất là chậm. Còn chặn tầm dốc cỡ này là gì nó phát triển luôn. Con bò số 19, số 20 là 11 tháng. Đây, con bò 19, số 20 là 11 tháng. Cái bò này tầm trong mình nó bây giờ khoảng 120 bò đổ lên đó nè. 120 3 bò đổ lên. Con số 19, số 20 là 120 bò đổ lên ha. Ghim vai xương lưng rất là rộng, đùi to, xương to, thành thẳng băng. Anh em đừng ngại gì, thì một con, hai ba con mình cũng giao tận nơi luôn, anh em có xe nhà đổ dầu đi.
phí đến vài trăm ngàn. Thì mình không có ngại chuyện đó, thì mình có xe nhà mình giao tận nơi cho anh em luôn. Thì ví dụ em đang gọi tới thì có anh thì nó có con hai con giao không thì mình vẫn giao. Có xe nhà, nếu mà không có xe nhà phải cơi giá bò lên, nhưng mà có xe nhà đổ dầu đi phí cũng ít đó, xe nhà đổ dầu phí ít ha, mình giao tận nơi cho anh em. Đây lên Củ Chi với Đồng Nai, Bình Dương là chỉ đi phí tốn phí có mấy trăm ngàn, nên là có 500-600 ngàn đó, cho nên mình giao tận nơi cho anh em luôn. Con số 19, số 20 là 11 tháng. Nghiêm vai lên đít đầu rất to ha. Con số 10, số 19 đó, bò này mấy em gì dỗ béo mình xài bò nọc vẫn đạt ha. Hình rất là thẳng nè. Nghiêm vai lên đít hình thẳng băng. Súng nó cũng to ha, súng cũng hay nè. Đó, mà hình thẳng băng gì để xài cũng được, mà dỗ béo vẫn được, đạt luôn. Con số 19, số 20 là 11 tháng. Số 9, số 10 là 10 tháng. 90 tháng, gần 10 tháng, 9 tháng mấy rồi đó. Này tầm dốc nó lớn rồi. Tổng thể nên anh thấy nhìn dễ, thấy dễ xem đeo. Này là ba kem chì nè. Chì kim vai lắc thở đó nè. Số 6. Số 6 là kem chì. Con số 5 là con Pháp. Con số 4 là con bò Pháp. Pháp kem chì nè. Kem màu gì chì. Còn xám xám lên mỏ mặt mỏ rồi với lại cái móng nhà móng đó. Con số 4 là con kem chì, con số 5 là con bò, con số 6 là con ba bê kem chì, con số 9 là ba bê đen, con số 10 là con ba bê đen, con số 20 là con ba bê đen, con số 19 là con ba bê đen. Quay tổng thể cho nhìn xem dễ xem ghê. Cách cái máy mình quay từ cái máy vô tới thân con bò là đúng 4 mét nè, thấy toàn hình ha, có thấy toàn thân đây nè, 4 mét, mình dễ xem ghê, thành thẳng băng. Số 19 với số 20 này cái hình rất là thẳng ha, cũng băng luôn, xương cối luôn em, bắt bò xương to, nấu chất lượng thịt nó được cao, mấy xương con xương mành với xương quá mạnh, mấy con chân mành là nuôi cái chất lượng thịt nó không cao. Nên mình lựa, mình đã tuyển chọn ra những con giống là con mẹ nó lớn rồi đó, mình đưa cho anh em nuôi là đạt hết. Tuyển chọn mấy con bò nái mẹ nó lớn con bò đực sau này mới lớn con được. Đó, con số 19, số 20 là con Pháp, bò bê đen ha. Bê đen. Con số 9, số 10 là con bê đen. 9, số 10 bê đen. Hình thẳng băng lên mít chà bè. Nó xương rất là to ha, là xương là gì to ghê không? Con số 9 là 3B, viêm vai sang lưng, hình thẳng băng luôn. Cặp số 9 với số 10 này nó đều nhau, tương tự như nhau luôn. Còn cái con số 19 với 20 này nó tương tự như nhau luôn. Cũng bò lỡ lứa luôn em. Đó, 19, 20 nó tương tự như nhau, theo 11 tháng. Đó, còn hai con này là 10 tháng. Đó, số 4, số 5, số 6 là mấy con bò này lứa bò hết. Chặng này về nuôi ok hết, tầm 8 tháng là anh em xích chuồng nữa. 8 tháng mình xích chuồng là mỗi một con tầm 70 mấy triệu đổ lên khỏe. Con xương rất là to ha, đòn dài như này nuôi có chất lượng thịt nó mới được cao. Còn mấy con bò chân chim, dây lép lép, nhọn nhọn làm nuôi bán không có giá trị gì hết. Đó, cho nên mình lựa phải hình thẳng, xương to, đòn phải dài, nên chất lượng thịt mới đạt cao ha. Con này bò cái nè, cái Pháp kem bằng giấy ha, một cái Pháp kem giấy 13 tháng, bò này về tầm 2-3 tháng nữa, thì 2 tháng nữa nó lên giống mình đi, mình phối giống được rồi. Bò cái có hoa rất là to ha, hoa to kìa, hình thùng, đó. Xương rất là to nha, bò cái này là xương sắp nó ngang tầm với bò đực với hơn không thua. Kem giấy, bò cái, con này thì bò Pháp, mẹ nó con xin nó cái Pháp. Cái này 10 tháng rưỡi mẹ nó xin nó cái Pháp rồi. Hình thùng xương sắp cũng to luôn. Diêm quay lên đứt ha. Hình thùng cái này đẻ nghe rất là tốt. Bò bê Pháp kem. Còn cái là hai con bò lỡ này có 180. Đó, 180 là con bò lỡ. 150 kg thịt ha. Cái tính cái hơi là tầm khoảng chừng 300 ngoài, 300 mấy. Con số 170 này con đòn rất là dài. Nứt chà bè đó các anh.
mình có điều kiện, anh em mà có điều kiện thì mình bắt cái chặng lớn này mình nuôi rút ngắn thời gian lại. Mấy con mà 9 tháng 10 tháng thì mình nuôi phải 8 tháng 9 tháng, thì mấy con này vừa nuôi, anh em nuôi tầm 6 tháng nữa là mình cho ăn thuốc vô, là tầm 6 tháng nữa mình xuất chuồng. Có mấy con nò này tầm phải 75 triệu lên, 75 80 triệu ha. Cái dốc tầm dốc cái chặng này về rất là nhanh, mình rút ngắn thời gian là mình nuôi thì cũng vậy thôi, mình rút ngắn thời gian lại thì nó rút ngắn thời gian lại đó, rút ngắn thời gian lại ha. Cái bò lớn này nuôi rất là nhanh, nuôi rất là nhanh. Hiện tại mình Hưng Lộ 19 xã Nhân Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, nhà thờ Dòng Dầu ha. Mình xây nhà vô tận nơi cho anh em luôn.